Những ngày qua trên địa bàn xã Đề La Gia, huyện Krông Năng liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp. Điển hình vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2023, trong lúc đi kiểm tra rẫy ông Hoàng Văn Khuê ở xã Đề La Gia, huyện Krông Năng phát hiện hai đối tượng đang vác hai bao tải sầu riêng trong rẫy ông ra ngoài nên đã hô hoán, rượt đuổi bắt được một đối tượng và báo công an. Công an xã phối hợp với công an huyện Krông Năng lập biên bản hiện trường. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Lương Xuân Hiền, đồng phạm tên Dũng đã bỏ trốn, lấy hai bao tải đựng 14 quả sầu riêng trọng lượng 60 kg. Hiện tại, công an xã Đề La Gia đã hoàn thiện hồ sơ chuyển lên công an huyện Krông Năng xử lý theo quy định. Được biết, các đối tượng rất manh động, thường trộm cắp vào ban đêm. Người dân cần hết sức cảnh giác.